Con xin kính chào cộng đoàn, mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ Hai, 26 tháng 2 năm 2024 sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1: Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Bài trích sách ngôn sứ Daniel khi ấy ông Daniel khẩn nguyện rằng ôi lạy chúa thường thiên chúa cao cả và đáng sợ đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của ngài chúng con đã phạm tội đã lỗi lầm đã làm điều gian ác chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của ngài chúng con đã không nghe lời các tôi tới chúa là các ngôn sứ các ngài đã nhân danh chúa mà nói với vua chúa quan quyền với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ lệnh chúa thường chúa là đấng công chính còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay chúng con là những người juda cư dân thành jerusalem và toàn thể israel những người ở gần cũng như ở xa trong mọi xứ ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại ngài lạy đức chúa chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày chúng cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con vì chúng con đã đắc tội với ngài chúa thượng là thiên chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ vì chúng con đã phản nghịch cùng ngài chúng con đã không nghe tiếng của đức chúa là thiên chúa chúng con để sống theo các luật lệ ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ ngài là các vị ngôn sứ Đáp ca lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. Tội tiền nhân xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con, xin dù lòng thương mau đến giúp vì chúng con đã khổ quá nhiều. Lạy Chúa trời đấng cứu đội chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thấu tai ngài, xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con là dân của ngài, đoàn chiên ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn ngài mãi mãi và dâng lời ca tùng đến muôn thủa muôn đời. Tùng hô tin mừng, lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Tin mừng, anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được thiên Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em, vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Chúng ta cùng lắng nghe hai bài đọc kinh sách ngày thứ hai, 26 tháng 2. Bài đọc một vượt qua biển đỏ, được viết theo văn thể anh hùng ca lại trở thành phong phú vì đã được nghiền ngẫm qua bao thế hệ. Câu chuyện vượt qua biển đỏ truyền khai hình ảnh gió, hơi thở của Thiên Chúa, đẩy lùi nước, biển nước biến nước thành hai bức tường cứng chắc cho dân đi qua ở giữa điều ta phải quan tâm không phải là các yếu tố vật chất nhưng là ý nghĩa của câu chuyện sau khi khám phá ra tình thương và quyền năng của chúa mình israel đã tuyên xưng đức tin Trích sách xuất hành, khi vua Pharaoh tới gần con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến lại đằng sau họ. Con cái Israel kinh hãi liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông mô bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc này. Ông làm gì chúng tôi khi đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên ai cập sao chúng tôi đã bảo cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ ai cập thà làm nô lệ ai cập còn hơn chết trong sa mạc Ông mô nói với dân đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người anh em thấy hôm nay không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, anh em chỉ có việc ngồi yên. Đức Chúa phán với ông mô có gì mà phải kêu cứu ta, hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trài, phần ngươi cầm gậy lên giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho nó cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển để con cái Israel đi vào. Còn ta, ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực. Chiến xa và kỵ binh của vua ấy, người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được ông moses giơ tay trên mặt biển đích chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm dồn biển lại khiến biển hóa thành đất khô cạn nước rẽ ra và con cái israel đi vào giữa lòng biển ráo chân nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu quân ai cập đuổi theo toàn thể chiến sai Chiến mã, chiến xa và kỵ binh của vua Pharao tiến vào giữa lòng biển. Đằng sau dân Israel vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập. Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau ta phải trốn bọn Israel vì Đức Chúa chiến đấu chống lại chống lại ta để giúp chúng. Đức Chúa phán với ông mô hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông mô giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã chúng giữa lòng biển. Nước ập xuống vùi lấp chiến xa và kỵ binh vùi lấp toàn thể quân lực của vua Pharaoh và theo đã theo dân Israel đi vào lòng biển, không một tên nào sống sót. Còn dân Israel đã đi giữa lòng biển ráo chân, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Sướng đáp tôi xin hát mừng Chúa đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi là đấng tôi ca ngợi chính người cứu độ tôi. Người là trang chiến binh danh người là Đức Chúa. Chúa là sức mạnh tôi là đấng tôi ca ngợi chính người cứu độ tôi. Bài đọc 2 Ông Mô-xê và Đức Kitô trích bài giáo huấn của Thánh Doan Kim Khẩu Giám Mục Người Do Thái đã nhìn thấy các phép lạ, bạn cũng sẽ nhìn thấy những phép lạ còn vĩ đại và rỡ ràng. Hơn cả khi người Do Thái ra khỏi Ai Cập, bạn đã không nhìn thấy Pharao cùng với quân lính của ông bị nhận chìm, nhưng đã nhìn thấy quỷ cùng với vũ khí của nó bị sóng vùi dập. Dân Do Thái đi qua biển còn bàn bàn, Vượt qua sự chết, họ họ được cứu thoát khỏi tay quân ai cập còn bạn bạn được cứu thoát khỏi tay ma quỷ người do thái thoát cảnh nô lệ dã man còn bạn bạn thoát ách nô lệ tội lỗi thảm thương nhiều hơn bạn có muốn đưa vào lý do khác để biết mình đã được tặng ban những ân huệ còn lớn lao hơn thế không lúc bấy giờ người do thái không thể chiêm ngắm gương mặt rạng người của ông mô xê mặc dù ông cũng chỉ là tôi tớ và là người như họ còn bạn, bạn đã nhìn thấy dung mạo của Đức Kitô trong vinh quang của người. Thánh Phaolô kêu lên rằng tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Lúc đó họ có Đức Kitô đi theo nhưng ngày nay người còn theo chúng ta sát hơn nhiều. Quả vậy hồi ấy Chúa dùng sự chăm sóc của ông Mô-xê mà đi với họ. Bây giờ Chúa vừa dùng sự chăm sóc của ông Mô-xê vừa dùng sự vâng phục của anh em mà theo sát anh em. Đối với họ sau Ai Cập là hoang địa, còn đối với bạn sau cuộc ra đi là trời. Với họ, ông mô là vị chỉ huy, người lãnh đạo trội vượt. Còn ta, ta có một mô khác là chính Thiên Chúa làm vị chỉ huy, làm đấng lãnh đạo. Ông mô -xê có đặc điểm nào? Kinh Thánh nói ông mô -xê là người hiền lành nhất trên đời. Chúng ta cũng có thể quy đặc điểm đó cho mô -xê của chúng ta mà không sợ sai lầm. Vì người luôn có thần khí ở cùng, thần khí ngọt ngào tuyệt diệu và đồng bản tính tự thâm sâu. Hồi ấy ông mô giơ tay lên trời kéo mana là bánh của các thiên thần xuống. Còn mô -xê của chúng ta giơ tay lên trời đem của ăn vĩnh cửu đến cho chúng ta ông mô xê ngày xưa đập vào tảng đá làm cho nước chảy vọt ra còn ông mô xê ngày nay đụng vào bàn ăn đánh vào bàn của thần khí làm cho suối thần khí vọt ra vì thế bàn được đặt giữa cộng đoàn như mạch suối của các đoàn chiên từ khắp nơi tuôn về và được nước suối trong lành bồi, bồi dưỡng vậy khi mạch suối là như thế nguồn sống là như vậy và bàn tiệc chứa chan ân huệ đổ xuống trên chúng ta từ khắp muôn từ khắp nơi tuôn về nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành và lương tâm trong sạch mà tiến lại gần để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần ân sủng và lòng thương xót đó là do con một thiên chúa đức giêsu kitô người là chúa và là đấng cứu độ chúng ta nhờ người và với người vinh quang danh dự và uy quyền thuộc về chúa cha và chúa thánh thần Đứng ban sự sống bây giờ và mãi mãi đến muôn thuở muôn đời amen xứng đáp nhờ đức tin ông Moses khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con là con là con của con gái vua Pharaoh ông thà chịu ngược đãi với dân thiên chúa còn hơn được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau Ông coi sự ô nhục của dân được Thiên Chúa sức giàu như của cải quý báu hơn các kho tàng Ai Cập, cũng nhờ đức tin ông rời bỏ Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe hạnh các thánh ngày 26 tháng 2 giáo hội kính nhớ Thánh Paula San Josep Calasan 1799-1889. Paula Montan Fornes, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1799 tại làng nhỏ miền Areni de Ma gần Barcelona, Tây Ban Nha, sinh trưởng trong một gia đình đông anh em và đạo đức, con gái của ông bà Ramon và Vincenta Fornes Montan Cha mất sớm khi Paula lên 10 tuổi, lớn lên Paula phải làm thợ may và dệt đăng ren để phụ giúp mẹ nuôi dưỡng anh chị em trong gia đình, ngoài ra còn giúp đỡ các đứa trẻ khác trong giáo xứ. Năm 30 tuổi, Paula tuyên hứa dâng mình cho Chúa Paula cùng với bạn bè là Ines Bukes giúp mở một trường học tại Figuras, một thành phố biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha để giáo dục cũng như hướng dẫn về tinh thần cho các thiếu nữ. Việc mở trường có rất có kết quả nên các chị đã mở thêm hai trường nữa tại Arinis vào năm 1862 và một tại Savaden. Do sự giúp đỡ của cha Piaris năm 1849 để hoạt động điều hành các trường nói trên chị Paula thành lập tu hội nữ tử của Đức Mẹ vào ngày 2 tháng 2 năm 1847 và chị Paula lấy tên là Sơ Paula của Thánh Du Xe ở Calasan. Tu hội nữ tử của Đức Mẹ được sự phê chuẩn của chân phước giáo hoàng Pius thứ 9 vào năm 1860 và Sơ Paula phục vụ trong cương vị mẹ bề trên. Tu hội nữ tử của Đức Mẹ ngày nay phát triển trên hơn 800 nữ tu điều khiển 112 trường với 300.000 học sinh trong 19 quốc gia trên thế giới. Năm 1859, mẹ mở thêm trường ở vùng quê nghèo dưới chân đồi tu viện Đức Bà. Barcelona, Barcelona dành cho các thiếu nữ trên 30 tuổi ở Olesa. Mẹ Paula qua đời ngày 26 tháng 2 năm 1889 tại Olesa de Montserrat. Hồ sơ xin phong chân phước cho mẹ Paula bắt đầu từ Barcelona, Barcelona ngày 3 tháng 5 năm 1957. Đức Giáo Hoàng Doan Phô II đã tôn phong chân phước cho mẹ Paula ngày 18 tháng 4 năm 1993 và 8 năm sau chính ngài lại nâng mẹ Paula của Thánh Du ở Calasan lên hàng hiển thánh ngày 25 tháng 11 năm 2001 liên quan tới phép lại chữa lành cho Natalie. Một bé gái 8 tuổi, Colombia, vào tháng 9 năm 1993 do lời cầu bầu của chân phước Paula, thật, chân phước Paula của Thánh Giuse Calasan. Kính thưa Cộng đoàn, ngày 25 tháng 2, giáo hội cũng kính nhớ chân phước Sebastian ở pa Aparicio. Những con đường và nhịp Ngày 26 tháng 2 Giáo hội cũng kính nhớ thánh Apollonia. Cuộc bách hại Kitô hữu đầu tiên ở Alexandria xảy ra trong triều đại hoàng đế Philip, nạn nhân đầu tiên bị người ngoại giáo tấn công là một cụ già tên Metrius cô bị tra tấn và sau đó bị ném đá cho đến chết. Người thứ hai từ chối không chịu thờ tà thần là một phụ nữ Kitô hữu tên là quinta lời nói của bà đã làm đám đông tức giận và bà đã bị đánh đập bằng gậy gộc và ném đá thánh apollonia trong khi hầu hết kitô hữu rời bỏ thành phố để lại mọi của cải thế gian thì một nữ phó tế tên là apollonia bị bắt thánh dionysius giám mục antiochia kể cho chúng ta biết đám đông đã đánh đập apollonia và bẻ gãy mọi cái răng của ngài. Sau đó họ đốt một đám lửa thật lớn và đe dọa. Nếu ngài không chịu nguyền rủa Thiên Chúa thì họ sẽ ném ngài vào lửa. Ngài xin đợi một vài phút như để suy nghĩ về điều họ yêu cầu. Nhưng thay vào đó ngài đã tự nhảy vào lửa và được phúc từ vì đạo. Có nhiều nhà thờ được dâng kính cho thánh nữ là quan thầy của các nha sĩ. Thánh Apollonia thường được cầu khẩn để chữa răng để chữa răng đau và các bệnh liên hệ đến răng, Ngài thường được vẽ với đôi kìm đang kẹp một cái răng hoặc một chiếc răng vàng đeo trên cổ. Thánh Augustino giải thích về sự từ đạo của Ngài là do sự thúc giục đặc biệt của Chúa Thánh Thần vì không ai được phép tự ý gây ra cái chết cho mình. Kính thưa Cộng đoàn, các Thánh là những người say mê Thiên Chúa và sẵn sàng hiến thân mạng sống mình thế nhưng ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng thấy rằng chính những cuộc bách hại cũng lại là cái hoàn cảnh là cái cơ hội để giáo hội có thêm các thánh tử vì đạo cũng là gương đức tin cho tất cả chúng ta còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta amen